thay mặt cho Fly Team, mình xin thách thức team của Wowie vượt qua tất cả các thử thách của môn thể thao trên không này với 6 bộ môn khác nhau. Yeah. Và hãy làm sao cho team Vinzy xem đã mắt một chút nha, tại vì team Vinzy hôm nay làm quá tốt rồi. Yeah. Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Team Vinzy là nhất, không ai bằng team Vinzy cả. Đúng vậy. Đây là trận đấu lịch sử giữa Si Chen và Black Car. Trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1, 2. Thì cái đáp việc này nhiều người cũng nói là Black Car đã quá lứa rồi sao vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà nếu không còn sống thì chơi với rap đến tận bây giờ 20-30 năm sau vẫn tiếp tục hiến máu. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt.